em đi bơi thuyền trong thao cầm viên. Rồi, cái gì nữa ta quên mất rồi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy bạn ơi. Và bạn thấy Phong đang ở đâu không? Ê, xin giới thiệu với các bạn, Phong đang ở trên bãi biển của làng Hero Team nè các bạn ơi. Và hôm nay Phong đang đi bơi thuyền mọi người ạ. Đấy, do là hôm nay trời nóng nực quá cho nên là Phong muốn đi bơi tí. Nhưng mà khổ nổi là Phong là cá heo nhưng mà Phong lại không biết bơi, cho nên là Phong đành phải bơi thuyền mọi người ạ. Ok. Ai để bơi vòng vòng để coi xung quanh này có gì không nha các bạn nha. Không biết bãi biển này có cá mập hay cá heo không ta. Cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Ôi trời, trời mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy gì ở trước mắt mình đúng không các bạn? Hay là do Phong bơi ở ngoài biển nhiều quá xong Phong bị say sóng rồi Phong bị ảo giác rồi các bạn ơi? Sao mà Phong thấy có một thằng nhóc mà nó to bằng cái ngọn núi luôn vậy? Trời ơi, cái gì ghê quá vậy? Ui, hình như mình bị ảo giác rồi. Ủa không phải, từ để mình lại gần xem coi. Trời ơi, cái tiếng nó khóc to quá bạn ơi. Ủa trời. Em nhỏ ơi. Trời ơi, đừng có khóc nữa. Trời, em khóc to quá muốn banh cái lỗ tai anh luôn rồi nè. Ủa em nhỏ ơi, em là con nhà ai mà sao em to thế? Ôi ơi, anh là ai ạ? Ủa anh là Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World. Thôi đợi anh tí đi, anh leo lên trên đó anh nói chuyện với em chứ anh đứng ở dưới đây anh nhìn lên. Anh mỏi cổ quá, đợi anh xíu. Trời ơi, giờ kẹt trong mày rồi, cho mà ra rồi kia trời. Trời ơi, mấy bạn coi nè, mình còn nhỏ hơn cái đầu của nó luôn các bạn ơi. Trời, kiểu này nó mà nuốt mình cái là mình chết luôn. Có khi nào nó là Titan không ta? Có khi nào nó là con Titan trong phim Titan không ta? Trời, ôi nó cầm cái gì nó quýnh mình kìa. Em nhỏ ơi, thôi đừng có khóc nữa. Trời ơi, em khóc một tí nữa là lũ lụt luôn bây giờ. Nước mắt em nó to gì đâu luôn á. Đừng có khóc nữa. Anh nói em nghe nè. Ủa em ơi, em là con nhà ai mà sao em to dữ vậy? Em là con của ba má em. Ba em tên là Son Goku. Gì? Má em tên là Ma Bư. Gì? Ba em là Son Goku còn má em là Ma Bư. Sao nghe nó hơi sai ta? Ủa nhưng mà khoan. Ui, vậy là em là con của Son Goku thiệt hả? Gì ghê quá vậy? Ủa mà sao em to vậy? Em biến thành khỉ đột hay gì mà em to dữ vậy? Ôi, ngày xưa người ta là biến thành khỉ đột ở hành tinh của em á. Ai là vào đêm trăng là ngước lên nhìn là biến thành khỉ đột. Mà hôm bữa giờ rồi em không hiểu sao em ngước lên, em biến to lên mà em đâu có biến thành khỉ đột đâu. Em phình lên thôi à. Trời ơi, cái gì mà ghê vậy? Thôi mà không sao, yên tâm đi, có anh đây anh sẽ cứu em. Em bị kẹt ở trong đây hả? Em bị kẹt trong đây nè. Em đi cái hôm đó em đi du thuyền em chơi với ba má em á. Sau đó ba má em đỗ ở tiệm gửi xe để ba má em mua gà rán ăn. Rồi em ra ngoài em bấm cái xe xong nó lộn phập một phát nó phóng 8.400 cây. Em đâm cái lầm luôn đây giờ em kẹt luôn trong này rồi không ra được. Wow, vậy là em là người của hành tinh siêu Saiya hả? Trời ơi, hàng gì thấy em lạ quá. Thôi yên tâm, có anh đây anh sẽ cứu em. Để anh xíu. Hey, mấy bạn ơi. Trời ơi, bây giờ nó lún thêm một cây nữa em còn muốn cái đầu ơi. yên tâm, để anh cứu em. Cứu cái đầu em, tất chết gạt rồi chứ em. Bây giờ, bình tĩnh. Bây giờ mình sẽ biến thành siêu nhân gọi là tư trụ diệt quỷ để mình giải cứu thằng bé này các bạn ơi. Ôi, tư trụ diệt quỷ. Biến hình bùm chiu. Đó mấy bạn ơi, mình đã biến thành trang phục của tứ trụ diệt quỷ nè. Đấy, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ giải cứu thằng bé này nha. Mà bây giờ trời ơi, đừng có khóc nữa. Để anh. Ok, bây giờ mình sẽ bay qua ngọn núi bên đây nè bạn ơi. Bay qua. Rồi, ok. Để anh một tí nha. Anh sẽ cứu em. Ủa vậy sao chưa kịp cứu em ra ngoài rồi? Ôi giời ơi, lẽ anh lôi em ra luôn rồi. Anh phỏng cái móc, anh móc người khỏi quần em, anh chéo em ra luôn rồi. Ủa kỳ à, tính mình leo lên đây xong mình dùng cây đại bác đó bạn ơi. Mình bắn bể cái bức tường đó, mình cứu con nhóc này ra. Ai dè đâu, mình kéo nó ra ngoài theo luôn rồi trời ơi. Ôi em đứng đây từ chiều ngày hôm trước đến tận ngày hôm nay luôn á. Và em đứng em cứ tưởng em chết đến nơi rồi. Bởi vì không chết kẹt ở trong này em cũng chết đói luôn. Em khổ sao ghê quá trời đó luôn. Ôi à trời, sao anh cảm giác em giống tôm ngộ không, giống Tây Du Ký quá. Em được sinh ra từ tảng đá. Thôi nhưng mà thôi, anh đã cứu được em rồi. Mặc dù là anh không biết có phải cứu thiệt hay không, nhưng mà thôi em về nhà em đi. Anh về nhà đây, bye bye. Ôi tào lao, em không biết đường đâu em về. Ủa em về hành tinh siêu thay gia của em đi chứ. Em ở trái đất làm gì? Em ở trái đất em quậy phá trái đất hay làm gì? Em còn đâu biết cái trái này là trái gì đâu. Ban đầu em đâm vô nó thì em tưởng nó là cái trái banh hay trái bóng gì á. Sau đến lúc mà em đâm xuống thì mới biết là
nó to quá trời đất luôn, sao em kẹt luôn ở đây luôn chứ em đâu biết đây cái trái gì đâu. Thôi vậy thôi kệ em chứ, giờ chẳng lẽ giờ anh dẫn em về nhà không được đâu, cái nhà anh còn nhỏ hơn em nữa. Thôi em ở đây đi, anh về nhà đi, bye bye em. Anh không dẫn em về nhà thì thôi thì anh cho em cái gì anh đại, giờ anh thấy người bị gặp nạn anh không giúp mà anh độc ác quá. Trời em ơi, bây giờ anh có bán luôn cái làng Hero Team của anh cũng không đủ tiền mua đồ ăn cho em ăn nữa, nhìn em to thế này mà. Thôi em ở đó đi, anh về đây. Mà trời ơi, giờ mỗi ngày em ăn có 2 con bò với 500 con heo rồi, đi cho em ăn với. Trời ăn cái gì mà hai con bò, 500 con heo, rồi còn ăn nhiều hơn cả anh nữa. Thôi không được đâu, anh không có đủ tiền nuôi em đâu. Em về đi. Ờ anh ơi, đợi em tí. Hay sức mạnh của người siêu say mê. Trời ơi. Trời ơi bạn ơi, thằng nhóc này nó bay được các bạn ơi. Trời đúng là người siêu saiyan, nó biết bay các bạn ơi, trời ghê quá. Thôi em ơi, em đừng đi theo anh nữa, anh không có tiền nuôi em đâu. Em đạp một cái là anh xẹp lép như con tép luôn á. Thôi em đạp thử coi anh có xẹp không. Thôi không được, không được. Thôi em đừng đi theo anh nha. Em đi về nhà đi. Cho em về nhà anh đi. Không. Ủa cái nhà, ủa trong làng này chắc có đồ ăn, đi với anh luôn. Không được, không được. Trời ơi bạn ơi, may quá mấy bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng trốn được thằng nhóc đó rồi. Trời ơi trời, nghĩ sao mà. Tới đây. Ủa gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Trời, em nhỏ. Trời. Em ơi là em, anh đã bảo là em không được đi theo anh mà sao em cứ đi theo anh hoài vậy? Ủa tính ra là anh chạy từ kia qua đây có mấy bước chân mà em đi theo anh đâu, em nhìn cũng được mà. Trời trời. Ôi, bực bội quá, tự nhiên không cứu thằng nhóc này làm gì, giờ rắc rối quá. Thôi anh nói em nghe nè, cái ngôi làng này em để ý đi thấy không, cái nhà này là nhà của anh này thấy không, nó còn nhỏ hơn em nữa, giờ em mà đạp cái nhà anh là cái thôi bể nhà luôn á. Thôi em về nhà em đi, đừng đi theo anh nữa. Ơi nhưng mà bây giờ em đói lắm, giờ anh qua mấy cái nhà màu vàng màu xanh gì anh lút đồ anh lấy đồ gì qua cho em ăn đi, ở kia có quá trời đất tiệm kìa, lấy đi. Thôi không lấy đâu, đồ ăn của người ta mà sao ăn, anh không bao giờ đi ăn trộm đồ của người ta. Ủa anh trộm là gì ở trên hành tinh của em, thấy cái gì ăn được là bỏ vô mồm ấy, chứ anh trộm là cái gì ạ? Trời, thấy cái gì là bỏ vô mồm ăn đó hả? Cũng may là em không ăn anh đấy, nhưng mà thôi. Ê, anh cái làng này làm gì có nhiều đồ ăn như thế để cho em ăn. Không ơi, em không biết đâu, em giờ em kêu đuôi đi, em kêu đuôi đuôi lắm, em đập đầu em tự chết này, anh không xem anh lại chết luôn tại chỗ. Bình tĩnh, trời ơi, bình tĩnh, em mà đập cái đầu xuống cái thôi là nguyên cái làng này nó nổ tung luôn á. Rồi đợi anh tí. Cái làng này tung mà anh đợi tí, à, ok rồi, giờ anh ngồi lấy đồ ăn đâu, em đứng trên đống nhà anh luôn, em đập cái nhà luôn nè. Ê, lấy đồ ăn, anh đồ ăn, lấy đồ ăn, lấy đồ ăn. Rồi, để tí. Trời ơi các bạn ơi, thằng nhóc này nó quậy quá, nó đòi đạp bể nhà mình các bạn ơi. Giờ sao ơi, thôi đi kiếm đồ ăn cho nó ăn thôi chứ giờ biết sao. Trời, đi kiếm đồ ăn. Trời, phiền phức quá trời luôn á mấy bạn ơi. Mình tiết kiệm tiền bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm để mua xe Lamborghini. Bây giờ thằng nhóc này nó qua nó đòi ăn, thế là bây giờ mình phải gom hết tiền mình mua đồ ăn cho nó mấy bạn ơi. Nhưng mà mua được có mấy món à, không biết nó ăn đủ hay không đây. Ôi, nhảy lên nha. Cái nhà bên này đẹp quá, đập thử chơi coi. Đập nè. Ê, bậy, cái nhà là nhà của anh Sido á. Em đập một cái là ông Sido ông vô ông đập anh luôn á em. Ok. Nè, anh có đồ ăn cho em nè. Mang đồ ăn về cho em chưa? Em mang cái muỗng của em đi ai múc nè. Trời ơi, Phạm ơi, cái gì ồn dữ vậy? Phạm ơi. Chết rồi bạn ơi, Sammy mà phát hiện ra mình đem thằng nhóc này về nhà là Sammy giết mình chết luôn á. Em ơi, em nhỏ, anh nói em nghe nè. Bây giờ nha, em giả bộ em đứng im nha, em giả bộ làm bức tượng đi, anh xuống em anh bảo là em chỉ là bức tượng thôi, hiểu không? Nha. Dạ. Ok, đứng im nha. Ok ok. Xuống anh. À gì vậy Sam? Trời đất ơi, ông bị khùng à? Cái gì mà trên kia to dữ vậy? À trời, cái đó chỉ là một cái bức tượng mà tôi mới vừa xây ra thôi. Yên tâm đi, tượng này làm bằng vàng á, nhìn nè, thấy không? Ê, đứng im. Ủa? Hả? Gì? Bức tượng mà sao biết khắc xì vậy? À cái này là tượng tượng robot, nó biết khắc xì luôn á, nghe ghê chưa hả? À xong nhìn nè. Là vậy. Mình để sao ông xây không đẹp, mà ông xây lên nóc nhà làm chi? Đây xây không đẹp, ông xây cho nóc nhà. Thôi, phải xây cho nóc nhà chứ. Chứ xây ngoài đây rồi lỡ anh Dịch bảo rằng là bọn mình gọi là chiếm lòng lề đường, xong cái bọn mình gọi là quậy phá trong làng sao, hiểu không? Mình phải xây cho nóc nhà mình thì Dịch không nói gì hết, hiểu không? Cũng hợp lý. Ủa mà sao tôi thấy lúc mà tôi trong nhà sao nó ồn dữ vậy? Lúc đó là bên nhà dịch đang hát karaoke á, cho nên nó ồn thôi, không có gì đâu. Thôi Sam vô nhà đi, đừng quan tâm đến cái bức tượng này. Trời đất ơi, nếu mà nói mà ồn nga thêm lần nữa là ông lo mà gỡ bức tượng đi nha, tôi mệt lắm á nha. Ok à. Đứng im nha em, trời đừng cử động. Trời. Trời may quá mấy bạn ơi, xém nữa là bà Sammy bà giết mình luôn rồi mấy bạn ơi, may quá. Gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời, anh bắt em đứng anh chung cho em hết, trời ơi mình chết đời nè. Nói chuyện gì lâu dữ vậy?
Trời ơi em ơi là em, anh kêu em đứng im chứ anh có kêu là em không được thở đâu mà em nín thở. Tào lao. Dạ, bây giờ em thở cái bụng em nó phình ra phình vô người ta biết làm sao. Thôi rồi nè, giờ anh có đồ ăn cho em nè. À, hot dog nè, đây có hot dog nè, hamburger nè, món anh thích nhất nè. Rồi cái gì ta, cái này là bò né nè, đúng rồi bò né nè. Có thêm canh súp nè, với lại bánh canh cua 500k. Đó, toàn đồ ăn đắt tiền. Ủa sao ở cái gì mà trái đất gì anh vừa kêu người ta ăn kỳ vậy? Ở hành tinh em người ta đâu có ăn mấy cái này đâu. Ở hành tinh em ta ăn gì? Người ta ăn cá mập luộc nè, cá voi chiên nè, khủng lắm xào hầm xương xào thở nè. Trời, hành tinh gì đâu mà ăn cá mập, cá voi rồi khủng long không vậy? Trời trời, ở đây là khủng long ăn bọn anh chứ bọn anh không có ăn khủng long. Hết nhưng mà chứ anh với ta nhìn cái muỗng của em rồi anh lại đồ ăn anh đặt lên được bao nhiêu trời. Trời, cái này là cái muỗng của em á hả? Cái muỗng của em ăn cơm á. Trời, cái muỗng ăn cơm gì đâu mà nó to dữ vậy. Thôi trời trời, cái muỗng này nó múc nguyên cái nhà nó ăn được luôn các bạn ơi. Thôi bây giờ anh nói em nghe nè, em ăn tạm mấy cái đồ ăn này đi, một tí nữa anh kiếm cho em đồ ăn ngon hơn được chưa? Thôi mấy cái đồ ăn thì anh không bỏ nhất đang rồi, thôi anh tạm đi để cho đỡ cơn đói một xíu xíu thôi, nhưng mà phải nhiều đồ ăn hơn nữa không em đạp cái nhà em đạp rồi. Rồi đừng đạp rồi ok. Trời ơi các bạn ơi, hey, mấy bạn ơi thiệt khổ ghê luôn á. Hôm nay Phong đang tính đi quay video cho bạn xem, nhưng mà ai dè đâu lại gặp cái thằng nhóc con này. Hey, mấy bạn ơi, mấy bạn có biết cách nào để kiếm được nhiều đồ ăn cho thằng nhóc này ăn không? Hoặc là mấy bạn biết cách nào để đưa thằng nhóc này về hành tinh của nó không? Mấy bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Chứ bây giờ mình nghĩ là chắc khó lắm luôn rồi các bạn ơi. Hey, ok, cảm ơn mấy bạn đã xem video này. Thì mình nghĩ rằng là video này kết thúc tại đây thôi. Mấy bạn hãy cho mình biết ý kiến của bạn sao về thằng nhóc này, làm cách nào để kiếm được thức ăn cho nó ăn và làm cách nào để đưa nó về hành tinh của nó. Thì bạn nhớ bình luận để mình làm tập tiếp theo nha. Chứ tập này mình nghĩ là mình chỉ có thể đem nó về nhà được thôi chứ không làm được gì đâu. Bye bye mọi người nha. Hả gì? Trái chuối không? Em coi trái chuối rồi. Ôi, trời ơi, trái chuối trên hành tinh em to dữ vậy. Đó, trái chuối này còn bé, chứ trái chuối bình thường em to lắm. Mấy cái món này của anh không nỡ à, cho em thêm đồ ăn đi. Rồi anh tập trái chuối đó quá. Rồi ok, để tí. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ nghĩ cách giúp mình nha. Bye bye mọi người, yêu anh em phải nồi, tạm biệt.